xin gửi cái nhạc phẩm đầu tiên của Thành An. Thành An xin chúc quý vị một năm mới và một ngày tốt đẹp, sức khỏe và may mắn. Và Thành An cũng xin chúc quý vị có một buổi tối đông đẹp thật là vui, vui vẻ. Và sau đây là phẩm đầu tiên của quý vị, phẩm đầu tiên con bướm xinh. Xin nhận lại sân khấu cho nữ ca sĩ Ánh Hồng.